Ngày Giỗ Ba năm 2020. Ba kính yêu của tụi con, cứ hàng năm vào tháng 8 là các anh chị em trở về nhà để tưởng nhớ đến ba thân yêu đã ra đi mãi mãi. Năm nay, chiều hôm trước đám giỗ, năm chị em con cùng với hai người rể đã về đầy đủ. Sau khi cúng mâm chiều, con tập trung lại để ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, những ngày mà còn có ba bên tụi con. Là con trai trưởng, con xin đốt nhang cúng ba và má. 5-7 năm ba không về nữa, cảnh mồ côi nhà cửa khó nghèo, gia đình yêu ảnh vắng teo, nỗi buồn nặng trĩu mãi đeo mang hoài. Mong tạo quá nên xoay dần lại, chúc từng cha sinh hại cho tôi. Nhiều đêm mơ đổ mồ hôi, tưởng ba còn cạnh như hồi nào xưa. Hôm nay chúng con vừa cùng về, nhớ thương ba mắt đổ dòng châu. Còn ba giờ đã về đâu, mây trời cởi hẳn, mong cầu là cả. Cái câu thơ con mới làm xin dâng lên ba trong ngày lễ giỗ 2020. Đây là em gái Sao Thúy, ngày ba ra đi, em mới 5 tuổi, bây giờ cũng đã 62 tuổi rồi. Thank you.
2020 là năm đặc biệt, cả nước cũng có vấn đề dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều. Mấy chị em con cũng đã có đứa lớn tuổi cũng đã đau yếu, mong rằng đã nằm vô đơn giản. Xin ba cũng đừng có trách con. Con gái út của ba, khi ba ra đi em mới có 9 tháng, đến bây giờ cũng đã 57 tuổi rồi, cũng có cháu nội rồi. Tiếc là ba không còn để nhìn cháu cố của ba. Chị Tư Thủy, chị cả của tụi con, khi ba mất, chị mới có 9 tuổi. Rất là cực khổ để phụ má nuôi tụi con lớn khôn. Ngày hôm nay, chị cũng đã 67 tuổi rồi. Cầu cho chị luôn khỏe để lo tới ngày cúng giỗ ba má. Con là con trai lớn của ba. Khi ba mất, con mồ côi lúc mới có 7 tuổi. Bây giờ con cũng quá 60 rồi. Lúc nào con cũng thương nhớ đến công ơn của ba. Đứa con trai nhỏ của ba, khi ba ra đi, em mới 3 tuổi. Năm nay em cũng vừa đúng 60 tuổi rồi. Cũng đã có cháu nội.